quay ngắn ngắn dễ chia sẻ, quay dài quá. Sao chị? Hả? Tự đi mướn ngủ làm sao? Em quẹo vô bãi gửi xe nè. Ngủ nha, mệt mấy à, ngủ nha. Ngủ chứ. Ngủ. Bớt quá ngủ. Ngủ sáng mai tắm cửa lần hoàng lại lại vô chứ. Giờ tắm cũng ngủ, về nhà đi ngủ mệt quá. Nãy giờ vô chùa ta cúng. Ra đây ra ngoài kia luôn. Đời ai không thời mới giờ quần hiu, thời mới giờ liêu xiêu. Tới rồi không? Cà. Vì yêu ai vô khách sạn nha, vô khách sạn nha. Vô nhà nhà chỗ khách sạn. Chỗ khách sạn. Để chiêu đất đường chị. Mẹ để chạy xe. Ta mới được không? Tại chiêu với đất được không? Chiêu đi mà. Được. Hỏi nhiêu rồi trẻ rồi không mua. Để ơi. Mắt gì vậy trời? Mắt rồi tắt chút vô và nghỉ khoảng 5 phút cho. Năm năm bắt đầu chia. Ủa đất mà giữ hả? 10-50. Ủa chị đâu? Hồi nãy xe luôn không được anh xe. Mấy người chia ra rồi có mấy chục ngàn. Ở anh xe ngủ không chị? Đậu xe chỗ nào hả? Anh xe ngủ đây đó. Ngủ có mấy tiếng đồng hồ đi làm gì giữ hả? Không không. Con ngồi xe ngủ mẹ đó đi. Ngắm canh đi. Rồi anh xe ngủ rồi chị. Ừ, ngủ xe ngủ luôn. Xe ngủ luôn. Đi xíu cắt quá. Đi dùng dầu giờ ngủ mà. Trời đi đi giờ đi xuống đi dùng dầu luôn, đã đi vô đây khoảng ngủ luôn. Xuống đi vòng vòng chơi cũng được. Đi. Ừ. Đi chùa luôn, đi ra đây mà còn ngủ gì nữa, khỏi ngủ luôn. Vừa hồi mẹ mà nó nửa là nó hết, nó có một sạc mấy đứa. Đi vòng vòng con nó sạc mẹ nó đi đồ. Chú ngủ chú, nó cho mày ngồi ghế ngay chỗ nào á, đổ ngay nào quên gần cũng gần chùa. Đi vô bãi á, chị gửi xe thôi. Rồi trong đó có quán, có võng thôi. Ờ, đúng rồi, quán võng ơi. Ghế, lông bỏ ngay chỗ nào quên rồi. Vô quán võng nằm cũng được mà. Có một ghế nào quá, cần uống nước. Vô võng nằm chị ơi, ngọn nổi. Không. Võng nằm đi, ngọn nổi. Quán võng nằm một cái võng á, là nằm khỏe hơn. Mẹ đi mà ngủ rồi ta đi ba tám vô vậy. Cái gì? Em nói gì? Thì em nói gì vòng đi. 5 giờ ra xe đi ra quải. Ngủ xe nha. Ngủ. Mới ỉa đái được đi đâu. Trời ơi. Năm chục ngàn rồi thì mà nghĩ mẹ đi ăn tắm cửa có chỗ tắm mà chỗ ỉa đâu tiết kiệm cái gì không biết đái ỉa là tùm lum hết không lẽ nín cũng nói chứ kia sao mà chia tiền ra trả để đẻ chút nắng đợi chút có chỗ cơ đi tắm đi ỉa rồi chứ. Ờ để chị nó không ra hỏi nó 1.500.000 nhiều hay nó tính tiền mới là người tâm đủ rồi đó tôi đã giá có 500.000 tiền gửi cả 500.000 chị ơi 50.000 bớt người con vô bớt đi ngừng 50 ủa xe nghiêm xe 50 hả nè 50.000 nè xe nè 50.000 nè ai vô trong xuống cắt cho em đây. Hôm nay chúng ra đây cái đi luôn rồi. Đi. Cái này đi ngủ với người ta. Chứ tâm đi ngủ.
chợ có chỗ nào cho mình nghỉ ngơi chứ đâu có đi gì hết trời. Ngồi sao chị nói chứ sáng kiếm chỗ nào nghỉ ngơi chút chứ vậy. Ai à, không có mất đá mất ẻ thì ngồi xe ngủ luôn á. Kia chị nóng hơn kia bơ kiếm chỗ muốn ai khỏe mình nín được tới sáng thì ngồi xe ngủ luôn.